Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Chiến trường ma vực. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Não phu bằng lòng lấy đạo ấn ra thề, sau này làm trâu làm ngựa cho tiểu hữu, nếu làm trái với lời thề, chết không được yên. Ngươi đối với ta không còn bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa, ngươi còn trọc phải Tần Thiên Các và Trần Thiên Các đó và Phi Thiên Phòng. Chiêu mộ ngươi sẽ chỉ mang đến phiền phức cho ta. Toàn bộ võ giả khai thiên của Mạc Vũ Môn, không chừa một ai, giết hết. Lửa ngày sau, tiền bối sao lại bị thương nặng như vậy? Trước khi các ngươi về, ta đã đang gắng gượng rồi. Sống chết có số, không cần phải nuối tiếc. Thứ này chắc là có tác dụng với tiền bối. Cực phẩm Long Huyết Đan, đồ tốt. Đáng tiếc thọ nguyên của ta không nhiều, bảo bối này ta không cần dùng đến nữa. Ngươi có thể để lại tự dùng đi. Thứ này ta có rất nhiều, tiền bối không cần từ chối. Thôi được. Đại nhân, bên thuyền nâu phát hiện một con cá lọt lưới. Cái gì, mau dẫn ta đi xem thử. Thuyền nâu? Gà như vậy, hắn làm sao mà sống sót vậy? Tiểu tử này trốn ở trong đó mãi không ra. Còn có pháp bảo ẩn khí tức trong người, mới không bị chúng ta phát hiện. Chẳng lẽ là thiếu môn chủ của Mạc Vũ Môn người? Đại nhân thật sáng mắt. Thiếu môn chủ Mạc Vũ Môn, Mạc Linh bái kiến đại nhân, xin đại nhân tha mạng. Đây chính là cô gái ngươi bắt về. Đúng vậy đại nhân. Cô ấy là con gái của chủ Phi Hoa Phường, Thượng Quan Ngọc. Nhưng băng này không phải là tiểu nhân làm, là tự cô ấy thi chuyển bí thuật biến thành như vậy. Nói bừa, Thượng Quan Ngọc chẳng qua là đế tôn cảnh, nhưng băng cứng bao lấy cô ấy ít nhất cũng có phẩm giai tứ phẩm. Tiểu nhân không dám nói láo, đây thật sự là tự cô ấy làm ra. Tên vô dụng, bắt ngươi về chỉ có thể nhìn, ta cần ngươi có tác dụng gì? Đại nhân, người này phải làm sao, hay là cứu cô ấy ra trước? Nếu chúng ta không hiểu bí thuật này, tốt nhất là vẫn đừng chạm vào. Tìm cơ hội đưa cô ta về đi. Nếu có thể, giao hảo thêm thế lực hai bên đối với chúng ta sau này cũng có ích. Hư không, đi thôi, chúng ta lên về hư không địa rồi. Lần này về nhà, đúng thật là nhiều sóng gió, may mà kết quả tốt. Nay ta còn thiếu ba loại mới có thể tấn thăng khai thiên. Nhưng muốn tìm được âm dương ở trên thất phẩm, cùng với sức mạnh kiêm hành không dễ như vậy. Bà chủ là người từng trải, chờ sau khi hư không địa ổn định rồi, mình đi tìm bà ấy hỏi thử. Đại nhân, có người đang đuổi theo chúng ta, và lại tốc độ rất nhanh. Người nào? Không biết, nhưng ta khẳng định họ đang đuổi theo chúng ta, bởi vì ta đổi hướng mấy lần cũng không cắt đuôi được. Nếu ta đoán không lầm, người truy kích chúng ta rất có thể là người của Tần Thiên Các và Phi Hoa Phường. Nhưng họ làm sao biết Thượng Quan Ngọc ở chỗ chúng ta? Trên người của cô ta, e là có bí pháp chỉ dẫn phương vị gì đó. Vậy người của họ có khi nào lầm tưởng chúng ta là đồng đảng của lão tổ Mạc Vũ kia không? Người tiếp tục vòng với họ. Để phòng lỡ như, ta đi bố trí Không Ninh Châu ở ven hư không, nếu tiện chúng ta thoát thần. Nhanh thêm một chút. Ta cảm ứng được huyết mạch khí tức của Ngọc Nhi rồi. Lần này bất luận là thế nào cũng không thể nào để cho lão quỷ Mạc Vũ chạy thoát nữa.